tuổi anh tuổi nhỏ anh hùng, anh hùng rạng rỡ nhi đồng Việt Nam. Chị Võ Thị Sáu, tên thật là Nguyễn Thị Sáu. Chị là người con gái đất đỏ, đã được giác ngộ cách mạng từ rất sớm khi mới 12 tuổi. Chị tham gia làm liên lạc, tiếp tế cho đội công an xung phong đất đỏ. Tháng 2 năm 1950, chị dẫn đầu một tổ trong sư đoàn tiêu diệt hai tên ác ôn là cả Suốt và cả Đay. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng ấy, chị giằng co tìm lại sự sống cho đồng đội mà đã bị giặc bắt giữ, bị giặc đánh đập, kìm kẹp, tra tấn chị rất dã man, hòng khai thác thông tin từ chị. Nhưng người con gái đó đã gan cùng những kiến trúc đèn roi của kẻ thù, khiến kẻ thù hoàn toàn bất lực, buộc chúng phải đưa chị về trại giam tại khám trí hòa giam giữ. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị bị đem ra xử bắn khi vừa tròn 16 tuổi. Người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính, vẫn ung dung mỉm cười. Đả đảo bọn thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Người con gái đất đỏ đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng chị vẫn còn sống mãi với cuộc đời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi đã đi xa, lần người còn đó chúng ta đi làm. Hôm nay xin hứa quyết tâm, nếu điều bác dạy trong lòng không phai, trong ngoan học giỏi luyện rèn, xứng danh là cháu Bác Hồ kính yêu. Những công khoai vẫn nở được nơi, đội ta bước niềm tin vô bờ. Đất nước ta đang đón chờ sức trẻ, với tình yêu và trí tuệ tài năng, xây dựng tổ quốc vinh quang được giàu. Cùng hứa chung tay các bạn ơi, tự hào truyền thống tiếp bước cha anh, mang lòng vững vàng ghi danh sử vàng. Thank you.